ប្រាសាទចៅសាយហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃទីក្រុងប្រាសាតមានគ្រប់ប្រាសាតហ្មងប្រាសាតឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាដែលខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេនេះឥឡូវខ្ញុំបានមកលេងដែរណា តើ បងប្អូន ចូល ទៅ ទស្សនា ប្រាសាទ ចៅ សាយ ទាំង អស់ គ្នា ឈ្មោះ ចៅ សាយ ចឹង ណា បាន ន័យ ថា ជា ប្រជា រាស ធម្មតា មិន មែន ជា ស្ដេច ទេ ប៉ុន្តែ បង មិន ដឹង តើ គាត់ មាន បុណ្យ បារមី អី បាន គាត់ មាន ប្រាជ្ញា មាន និស័យ ដល់ សាង ប្រាសាទ បាន ដូច ជា ស្ដេច ដែរ នេះ ចឹង ណា ngay phải quạt miền bản nhà chát vây quạt cài khang sơn là xa rồi có ấy muối nè bàn quạt miền sơn đại đỏ sang và xa thay đặt mua thay chia và xa chào sai á bằng bồn xa đó nè mơ bị chừng ai mà có xa đó nè hay cho một nông là lấy cho tình lên khang nông cho môi nâng niên khá nhỏm Nhưng một bật anh ấy sẽ căng cái này tay cái của bà cho mình bật bật tay mình xuống vừa rồi xa chào sai nè khang nông bá sát nè mày cái lá nè bán trôi đấy nè trong trôi bá lá nè sạ mơ nông nông sạ mơ sạt chà sai nông bá sát chà sai miền lai gặp bồ chi đang đón nè cho chị đá tới nè tịnh mơ chị đá tới nè chơi đá nè chào nè trong trôi mơ nông bá lá nè nông bá tục bá sát mùi nè sạt chẳng na trong chỗ tôi lấy chân cho sạt mơ mới liền máu sạch sạch nhóm khai ta ni tê khai ta là ở tê phủ liền mà là hốt đa lên bảo màn ngày ní đôi tự chạy tự chôm mà lên cô liền là hốt hay mà cái bùa hay bóng bồn cái bùa hả ná làng tình lơ cho mà cái rong bên của cái bùa này hay lỡ chô mà cái lệnh để nhóm mơ bị chừng ngài mà thật chong chô là lỡ chô mà nè rồi nhé viên ấy kháng khăn nông ạ kháng khăn nông miên ta cái lệnh chân ạ bà tục chân ạ bóng bồn hay thơ mò nâng cái thơ tèng tèng ạ tèng tèng xa xa ta tộc ta lơ Ra stung ai bố. Ah, nằm ông ơi. Sạch chào sài.